Vâng, em Khánh Ngô Tùng Quốc Hải Dương xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Quay trở lại với anh chị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay, em Khánh xin được giới thiệu tới anh chị và các bạn một cái mẫu Toyota Vios được sản xuất năm 2014, số tự động bản G, bản cao cấp nhất của dòng Toyota Vios. Một mẫu xe một chủ sử dụng ngay từ ban đầu và còn zin đét đẹp luôn anh chị và các bạn ạ. Một chiếc xe rất là đẹp, hoàn toàn là không taxi dịch vụ gì với cái mẫu Vios G này. Xe tên tư nhân, một chủ sử dụng từ đầu anh chị và các bạn nhé. Biển thủ đô, biển VIP rất đẹp luôn anh chị và các bạn. 30A44266, biển rất đẹp anh chị và các bạn nhé. Và giá chỉ có 426 triệu đồng cho chiếc Vios G 2014 này. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu với mẫu xe, xin liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em Khanh theo cái số điện thoại 0943622611, hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng Auto Tiến Khanh Hải Dương nằm trên đường 388 thị xã Kinh Môn Hải Dương để trực tiếp kiểm tra trực tiếp cái mẫu Vios 2014 này. Một chiếc xe đẹp cực kỳ và thật sự phải nói là còn đẹp, long lanh, và với giá rất là hợp lý anh chị và các bạn nhé. Một mẫu xe được đánh giá là bền bỉ, an toàn, lành xe, tiết kiệm xăng. Vâng, xe là sử dụng động cơ xăng 1.5, cực kỳ tiết kiệm xăng anh chị và các bạn ạ. Cực kỳ tiết kiệm xăng. Và một mẫu xe lành, lành đến thật sự phải nói quá lành luôn, quá lành, quá bền luôn. Đi rất là bền bỉ theo thời gian. Vâng, nếu anh chị và các bạn quan tâm thì xin liên hệ sớm vào số điện thoại của em Khanh để được sở hữu mẫu xe này nhé. Hoặc kết nối trực tiếp Zalo với em Khanh để em Khanh cung cấp đầy đủ thông tin giấy tờ về cái mẫu Vios 2014 này cho anh chị và các bạn tham khảo. Và sau đây thì để anh chị và các bạn biết được cái chất lượng của chiếc xe, em sẽ đi vào chi tiết cái mẫu Vios 2014 này để cho mình tham khảo chất lượng của chiếc xe này. Em xin khẳng định lại một lần nữa, chiếc xe cực kỳ đẹp luôn anh chị và các bạn. Một chủ sử dụng từ đầu. Biển này rất là thuận lợi cho anh chị và các bạn trong thủ đô Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh sẽ không bị mất phí với cái biển 30A này. Vâng, rất là nhiều tiền nhé, 20 triệu đồng nhé. Vâng, và em sẽ đi một vòng quanh cái thân vỏ chiếc xe để mình ngắm nghía cái phần thân vỏ đẹp của chiếc xe đã. Về nước sơn thì khẳng định với anh chị và các bạn, nước sơn còn zin rất nhiều, zin rất nhiều theo xe nhé. Mình có thể thấy được cái phần tôn mỏng của chiếc xe này và những cái sơn bóng của nhà sản xuất nó đẹp như thế này. Đó, thật sự phải nói quá đẹp luôn. Mình về đường sau xe thì mình có thể nhìn thấy chiếc xe cực kỳ là cứng cáp nhá, cực kỳ là cứng cáp này, vuông ván này, đấy, bên hông này, bên hông mình nhìn thấy những cái đường gân chỉ, những cái đường gân nhìn nó còn rất là thẳng tắp này, mình nhìn này. Và nhìn cái đường, những cái đường mép nó chuẩn, những cái đường mép này chuẩn, đường mép cửa rất chuẩn nha anh chị và các bạn nhé. Đó, một chiếc xe khẳng định với chị và các bạn và cam kết tới anh chị và các bạn là xe hoàn toàn không đâm va, tai nạn không ngập nước. Đấy, keo chỉ cột kèo là còn rất chuẩn luôn anh chị và các bạn ạ. Với cái mẫu Vios bản G, bản cao cấp nhất của dòng kia Vios thì nó sử dụng phanh ABS là 4 bánh. Đây mình có thể nhìn thấy này, phanh ABS 4 bánh. Là răng đúc nguyên bản theo xe nhé. Và nhìn này còn rất là sáng, nhìn rất là sáng. Đó. Và hệ thống đèn thì chỉ có bản G nó mới sử dụng đèn bi. Anh chị vào các bạn nhìn này. Đấy, chỉ có bản G mới có sử dụng đèn bi nhé. Một cái đèn bi xe lông cực kỳ là sáng, một cái dòng đèn cực kỳ là sáng luôn. Với khoảng cách xa và cái tầm sáng rất là rõ nét để cho mình nhìn được ở cái tầm xa. Đèn gầm, đèn sương mù đầy đủ. Đấy, đầu cái form đời 2014 này rất là đẹp. Rất nhiều anh chị và các bạn kết cái đời form đời 2014 này vì nó nhìn nó có một cái điểm gì đó mới mẻ và trẻ trung, cũng không kém phần sang trọng và lịch sự. Mình nhìn này, tiếp tục này, xi nhan tích hợp trên gương nhá, rất thuận tiện cho mình khi chuyển làn xe này. Còn đăng kiểm thì còn rất dài đến tháng 12 2021 này, đăng kiểm rất dài luôn chị và các bạn nhé. Còn lốp thì này, khả năng sử dụng còn rất là nhiều. Đó, khả năng sử dụng còn rất nhiều luôn, mình nhìn nhé. Đấy, xe đẹp chất lượng, khẳng định với anh chị và các bạn dòng Vios này cực kỳ là bền bỉ và chất lượng.
từ những từ hãng xe nổi tiếng của Toyota Nhật Bản, bền bỉ, an toàn, hoàn toàn không có hiện tượng đâm va nào. Gầm bệ chắc nịch nhá, mình nhìn này còn rất là sáng này. Đấy, gầm bệ cực kỳ chắc và rất sáng luôn anh chị các bạn ạ. Thật sự phải nói quá đẹp luôn, một chiếc xe rất là đẹp, xuất sắc. Một chiếc xe, một chủ sử dụng cho ban đầu thì bao giờ xe được giữ gìn rất là tốt anh chị các bạn ạ. Rất là tốt. Xe hoàn toàn không taxi nhá. Mình như cái dòng Vios G này gia đình sử dụng thôi. Đấy, có giá để cốc này và tỷ tạ. Nội thất bên hàng ghế sau rất là đẹp. Đấy mình nhìn này. Giá cửa tiền chỉ trên 400, nhích nhô hạng 426 triệu đồng anh chị các bạn sở hữu ngay chiếc Vios 2014 này, một mẫu xe mà đánh giá chất lượng rất là tốt. Chất lượng rất là tốt và bền bỉ theo thời gian. Cũng như là cái dòng xe này nó giữ giá rất là lâu. Phụ tùng thay thế đại trà rồi. Dòng xe này nếu mà mình mua về là đi nó giữ giá rất là tốt. Xe rất đẹp từ những chất lượng, từ những con ốc cửa còn chưa ra này. Cột kèo thì rất là chuẩn rồi. Cột kèo thì cực kỳ là chuẩn rồi. Ốc chưa ra này. Đấy, cửa ra vào có ốp lốc này. Âm thanh được độ này. Đấy mình nhìn thấy nhá, âm thanh được độ này. Nghe cực kỳ là chất, hay. Tất cả là ok hết anh chị các bạn ạ. Quá tốt luôn. Đây, màn hình cam nùi đầy đủ mình nhé. Anh chị các bạn nhìn nhá. Màn hình cam nùi đầy đủ đây. Đấy, mình xem cùng em này, cốp rất rộng rồi và dọn dẹp sạch sẽ rồi anh chị các bạn nhé, dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đây còn nốp sơ cua này, rất là đè mới, sẵn sàng cho anh chị và các bạn sử dụng. Đây, hoàn toàn là không một cái vấn đề gì cả, mình nhìn nhá. Đấy, đây là chủ xe là người ta ốp này để tránh cái mọt, han mọt ở cái cốp xe này. Còn hoàn toàn là không một vấn đề gì cả, mình nhìn nhá. Đó. Đây mình nhìn kiểm tra từ những cái đinh tán này, toàn bộ này không có vấn đề gì cả, còn nguyên nhá. Đấy. Mình nhìn nhá, tất cả là còn nguyên nhá. Rồi ok rồi anh chị các bạn. Mình sang bên cửa lái mình kiểm tra tiếp tục những cái cánh xe này, cánh cửa này. Một cái điểm, những cái điểm mà kiểm tra, cái điểm rất là quan trọng khi kiểm tra một chiếc xe cũ. Đấy, mình kiểm tra chi tiết từ những cái cột kèo và những cái ốc của chiếc xe. Đấy, tất cả là còn chuẩn chỉ anh chị các bạn nhé. Chiếc xe rất đẹp ạ, phải nói chiếc xe rất đẹp. Đời 2014 mà còn giữ gìn quá tốt luôn. Đây mình nhìn này, những cái thông số của nhà sản xuất này đầy đủ nhá, trên tem mác này. Ốc hoàn toàn là chưa ra một con nào luôn. Đấy, hoàn toàn là chưa ra động chạm gì một con nào nè. Tất cả nguyên bản luôn. Còn về cái phần cabin của cái dòng Vios này thì nhìn nó rất là nhã nhặn đúng không ạ? Và gần như là tiện dụng, rất là tiện dụng. Đấy, nó rất là tiện dụng anh chị các bạn ạ. Trên vô lăng có thích hợp nhá. Bản cao cấp như bản G thì nó mới có thôi. Vô lăng thích hợp này. Đấy, gương cụt xòe này. Rồi, tổng thành nâng hạ kính bằng toàn bộ bằng điện nhưng mà bằng tự động nhé. Mình tiếp tục vào tham quan bên trong và kiểm tra tất cả trang thiết bị của cái mẫu xe này. Đấy, trước tiên là em sẽ đề luôn cho mình xem để mình thấy được cái xe hoàn toàn không một lỗi nhỏ nào. Đấy, xe mới chạy hơn 6 vạn đây mình nhìn nhé. Rồi, hoàn toàn là không một lỗi nhỏ nào. Đó, mình có thể thấy này. Đi mới hơn 6 vạn. Xe rất đẹp từ những cái táp ni nhựa này, nó giữ gìn quá tốt luôn. Đó, màn hình cam nùi và đã có giải trí kết hợp. Hệ thống điều hòa tự động. Và điều hòa tự động anh chị các bạn nhìn nhé. Số zig zag. Đây, dòng số này. Một cái dòng số này.
Tất cả rất ok, khẳng định với anh chị các bạn chiếc xe cực kỳ đẹp. Đây, mình tham quan một vòng nữa đi, mình kiểm tra những cái chi tiết khác của chiếc xe này. Xe có trang bị hai túi khí này, an toàn cho ghế lái và ghế phụ anh chị các bạn nhé. Và phanh ABS thì như em đã giới thiệu rồi, nó đến 4 bánh rất an toàn. Tay lái trợ lực rất nhẹ. Tất cả không có một cái vấn đề, hệ thống trơn rất là trơn, hoàn toàn là rất là mượt. Đó, côn số vào ngọt nhé mình nhá, tất cả côn số vào rất là ngọt mình nhìn này. Đấy. Dòng số xích rắc ok rồi. Còn bây giờ quan trọng nhất là mình đi kiểm tra cái động cơ của cái mẫu xe này, mình để mình xem được một cái động cơ zin nguyên bản của cái mẫu Vios 2014 này, chất lượng với cái động cơ máy 1.5 đây. Đấy, nghe âm thanh rất là hay đúng không ạ, cực kỳ là chắc tiếng. Đây, xin mời anh chị và các bạn cùng em đi kiểm tra cái động cơ của cái mẫu Vios này với cái động cơ 1.5 của cái chiếc xe, một cái động cơ mà cực kỳ tiết kiệm xăng với cái mức tiêu hao nhiên liệu của số tự động nó chỉ dao động trên tầm khoảng hơn 6 lít trên 100 km một chút thôi, nếu chạy đường trường. Đó là cái mức tiêu hao phải nói cực kỳ là kinh tế và hợp lý cho tất cả các gia đình Việt với cái nhu cầu sử dụng một dòng xe tiết kiệm xăng và một cái dòng xe bền bỉ. Vâng, một cái dòng xe bền bỉ, nành xe, ít hỏng vặt. Thì đây là một chiếc động cơ của một cái dòng Toyota Vios này đáp ứng được tiêu chí của tất cả mọi người. Một cái dòng động cơ rất là tiết kiệm xăng và lành, ít khi bị hỏng vặt. Và xe đây, động cơ là zin nguyên bản nhé, mình nhìn nhé, từ những con ốc là rất sâu này, hoàn toàn là chưa động chạm gì, và từ những cái vạch sơn của nhà sản xuất là còn nguyên, chưa có mất đó, mình có thể nhìn thấy máy cực kỳ này êm, với máy 1.5 này rất êm và chắc chắn. Đây, mình tiếp tục nhìn, mình vừa nghe cái tiếng động cơ mà mình vừa kiểm tra được những cái toàn bộ cái phần khoang máy này, để mình xem những cái chi tiết khác là toàn bộ là còn nguyên và không hề có một cái hiện tượng đâm va nào. Vâng, với hơn 400 triệu anh chị và các bạn sở hữu ngay một cái mẫu Vios G số tự động, một phiên bản cao cấp nhất của dòng Toyota Vios. Vâng, nếu anh chị và các bạn có nhu cầu về mẫu Vios 2014 này bản G số tự động, liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em Khanh theo cái số điện thoại 0943622611 hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng Auto Tiến Khanh Hải Dương nằm trên đường 388 thị xã Kinh Môn Hải Dương để trực tiếp kiểm tra cái mẫu xe này, và hoặc kết nối Zalo trực tiếp với em Khanh để em Khanh cung cấp đầy đủ thông tin giấy tờ về mẫu xe này. Và nhà còn rất nhiều xe nhé, em xin nhắc lại anh chị và các bạn, nhà em còn rất là nhiều xe giá tầm tiền từ dưới 100 triệu đến khoảng 300-400 triệu. Anh chị và các bạn có nhu cầu xin kết bạn với Zalo với em Khanh để em Khanh tư vấn và cũng như là giới thiệu một số cái mẫu xe mà có khả năng anh chị và các bạn quan tâm. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở video clip tiếp theo.